Ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn là chiếc màn hình Android QLED lắp trên xe Honda Civic. Con này của nó là đời 2008 đến 2010, 11, 12. Vẫn các tính năng như bình thường này nha các bạn nhé. Đây là camera hành trình phía trước, cam lùi siêu nét tích hợp lên màn hình. Một chiếc màn QLED này là RAM 2, bộ nhớ trong 32GB. Bây giờ tôi sẽ thử tiếp tục các tính năng trên vô lăng nhé. Xem video em gì ơi. Dạ luôn nhá. Đây là YouTube bản YouTube ẩn rồi nhá, nên mình đã cài sẵn rồi nhá. Các bạn thoát ra thì nhạc vẫn hát bình thường nhá. Mở ứng dụng radio. Đến ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi biết rằng là quý vị còn rất là nhiều. Dẫn đường đến Hồ Hoàn Kiếm. Ra bản đồ luôn nhá, bản đồ Navitel nhá, bản mới nhất. Q3 2019. Dẫn đường đến Hồ Hoàn Kiếm qua Google Maps. Ok nhá, cái này là ra Google Maps. Rồi hôm nay tôi giới thiệu sơ qua về chiếc màn hình QLED bên tôi. Sản phẩm cực kỳ bền, có chế độ bảo hành 18 tháng nhá. Các bạn có nhu cầu lắp đặt thì xin liên hệ.